Đúng là tình mẫu tử luôn luôn thiêng liêng và cao quý. Chỉ cần con được sống thì mẹ sẵn sàng làm mọi việc để đánh đổi. Câu chuyện bà Huỳnh Thị Ánh và hành trình trả ơn cuộc đời vì đã đem lại phép màu của sống cho con trai Văn Cơ của mình là một ví dụ như vậy. Theo báo chí, bà Ánh và chồng có hai con trai, hai con gái. Chồng bà không may mất sớm vì mang bệnh. Con trai đầu của bà năm nay 15 tuổi bị phát bệnh giãn cơ tim rồi cũng qua đời. Cho đến 4 năm trước, Văn Cơ, cậu con trai của bà, cũng được chẩn đoán mắc bệnh giống anh trai. Đang ở giai đoạn cuối, gia cảnh của bà Ánh cũng không khá giả gì. Năm 2006, còn bị bão thổi bay mất nơi ở của mấy mẹ con. Bà Ánh thì cứ tìm đủ mọi cách để cứu con trai. Cơ hội duy nhất của cậu là phải thay tim. Đến giữa tháng 6 năm 2018, bà hay tin Bệnh viện Huế đã tìm được người hiến tim phù hợp, nhưng trong túi chỉ có vài trăm nghìn đồng. Bà vẫn cùng con trai ra Huế để làm phẫu thuật. Thấy con mình được tái sinh, bà Ánh vô cùng hạnh phúc, nhưng trong thâm tâm bà vẫn còn đau đớn một việc, đó chính là thông tin về người đã hiến tim cho Cơ. Và rồi bà cũng quyết định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Họ đã cho Cơ quả tim, tôi lại không biết họ là ai để đền đáp. Bà nói, tôi làm việc này để trao sự sống cho người khác, giống như họ, có vậy tôi mới nhẹ lòng. Có thể thấy, một hành động tốt sẽ kéo theo nhiều những hành động tốt đẹp khác. Không chỉ là trả ơn, câu chuyện của bà Ánh còn là một bài học về sự sẻ chia, kế thừa những giá trị nhân đạo. Còn bạn có suy nghĩ gì sau khi biết được câu chuyện trên? Cùng chia sẻ quan điểm của mình trong phần bình luận nhé.